chương 111, mấy người chấn kinh hô chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Không muộn không muộn, tô gia chủ tới thật đúng lúc. Mấy người vui vẻ mở miệng nói ra, lẫn nhau ở giữa tựa như tốt nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Đại ca. Tô Trạch Xuyên đứng dậy, kêu một tiếng đại ca. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tô Trạch đoan đi đến Tô Trạch Xuyên trước mặt, trùng điệp vỗ vỗ Tô Trạch Xuyên bả vai, trong mắt giống như có nước mắt đang lóe lên. Để các vị chê cười, Ta cái này đệ đệ năm đó cũng lấy chúng ta trộn chạy ra ngoài, nhiều năm không thấy, phiến tình một điểm. Mẹ của bọn hắn chết sớm, phụ thân lại vì gia tộc quá mức bận rộn, làm là huynh trưởng hắn cùng những thứ này đệ đệ muội muội quan hệ tự nhiên không kém. Đâu có đâu có, Tô gia chủ nói đùa, Trạch Xuyên đứa nhỏ này thiên phú cực mạnh, tu hành cũng cực kỳ khắc khổ, rất được ta Huyền Thiên Tông tông chủ coi trọng, bây giờ đã là ta Huyền Thiên Tông thánh tử. Cái kia người cực lực nói, giống như là muốn biểu đạt Tô Trạch Xuyên tại Huyền Thiên Tông một cái coi trọng trình độ mấy vị tàu xe mệt mỏi cũng là mỏi mệt ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt phòng nhỏ còn mời mấy vị hơi chút nghỉ ngơi ta mang theo đệ đệ đi bái kiến bái kiến trong tộc trưởng bối tô trạch đoan cười cùng mấy người mở miệng nói lập tức thì có mấy vị gã sai vặt tiến lên mấy bước cần phải cần phải nghe được tô trạch đoan đều nói như vậy mấy người cũng là hiểu xuống tới mang theo huyền thiên tông mấy cái người thiếu niên liền đi theo mấy vị gã sai vặt rời đi nơi đây mắt thấy những người này rời đi về sau tô trạch đoan nguyên bản vui vẻ bộ dáng lập tức thì biến đến lạnh lùng xuống tới một đám cỏ đầu tường giống như đồ chơi thật đúng là sẽ xem đĩa phim phía dưới đồ ăn đi theo ta tô trạch đoan đối với tô trạch xuyên mở miệng về sau quay người liền tiến vào hậu đường một bên khác huyền thiên tông mấy người theo gã sai vặt tiến về bọn họ nghỉ ngơi địa phương đi ngang qua một bên luyện võ trường gặp được không ít tô gia con cháu ở trong đó làm lấy cái gì nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện là trong luyện võ trường cột hai người một bên tô gia con cháu còn đem hắn xem như đống cát từng quyền đánh tới quyền quyền đến thịt đặc biệt là có cái tô gia con cháu còn không nói võ đức, trực tiếp chiếu vào mặt đánh. Nhìn đến mấy người đều thay hai người bọn họ đau. Bất quá may ra tu vi của hai người không yếu, tu vi tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là nhục thân cường độ vẫn là không minh cảnh, cho nên những thứ này quyền đấm cước đá đối với hai người mà nói thương tổn cũng không lớn. Nhưng là không chịu nổi còn có người đem chân thả trên mặt mình a. À. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm cũng không thể nhẫn. Bọn họ lại thế nào không tốt, đó cũng là không minh cảnh cường giả, bọn họ không biết xấu hổ sao. Đem tôn nghiêm của bọn hắn như vậy chà đạp. Nhưng là tô gia tử đệ có thể không cho hắn cơ hội nói chuyện, đây chính là đỉnh cấp đống các A. Trước đó nào có cái này đãi ngộ, ra sức đánh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi có cảm giác hay không hai người này có chút quen mắt? Huyền Thiên Tông một cái hộ đạo giả nhìn lấy hai người có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, không khỏi hỏi tới một bên người. Nghe ngươi nói như vậy còn thật có điểm. Một người khác cũng là phụ họa. Là hai bọn hắn hai người như là đột nhiên nghĩ đến cái gì trăm miệng một lời mở miệng nói ra nhưng là hai người cũng không có nói ra đến hắc bạch học cung thực lực còn tại bọn họ ngũ tông liên minh phía trên cái này tô gia đến cùng là làm sao dám đó a à? chẳng lẽ cho là bọn họ thật thiên hạ vô địch đồng dạng tối thiểu tại mấy người xem ra tô gia tuy nhiên cường đại nhưng là muốn cùng hắc bạch học cung đỏ sức chỉ sợ có chút khó khăn bất quá cái này hắc bạch học cung hành sự bá đạo đã quen có lẽ là tại phương diện gì phía trên đắc tội tô gia cũng khó nói được rồi tốt xấu là không minh cảnh tu sĩ cái kia có tôn trọng vẫn là muốn có tô hành kiếp trước làm vi sinh tử cảnh cường giả đối với mấy cái này có trải nghiệm đánh có thể đánh nhưng chớ có làm nhục người cường giả là không thể làm nhục vâng tô hành tại những thứ này tô gia con cháu bên trong vẫn là có không ít vi vọng những người khác lập tức thì ngoan ngoãn nghe lời đi nhìn thấy tô hành về sau mấy người vội vàng liền rời đi nguyên địa tô gia đem bọn hắn an bài tại tới gần phía tây vị trí đằng sau lân cận lấy sơn mạch Mấy người sau khi tiến vào lập tức sử dụng một cái bạch ngọc trận bàn, trận pháp bao phủ về sau mới yên tâm nói đến lời nói tới. Cái này Tô gia thật đúng là không đơn giản, trước đó luyện võ trường thiếu niên kia coi cốt linh bất quá là 15 16 tuổi dáng vẻ, có thể không có nghĩ rằng tu vi lại cùng các ngươi không kém là bao nhiêu. Cái kia hộ đạo giả trong mắt có cái này chấn kinh, vốn cho là cái này Tô Trạch xuyên thiên phú dị bẩm, có thể không có nghĩ rằng cái này Tô gia vậy mà đều là quái vật gia tộc. Muốn là vừa mới thiếu niên kia thiên phú bị Huyền Thiên Tông biết, cũng không biết tổ địa bên trong cái kia mấy lão già có thể hay không đem vách quan tài cho sốc. Hắc Bạch Học cung hai người kia làm sao bây giờ? Có người hỏi vấn đề này, dù sao Hắc Bạch Học cung người mất tích, bọn họ đoán chừng rất nhanh liền kịp phản ứng. Muốn là đến lúc đó Hắc Bạch Học cung phát hiện Ta Huyền Thiên Tông giấu giếm mà không báo, sợ rằng sẽ hỏi tội tại Ta Huyền Thiên Tông a. Có hộ đạo giả lo lắng. Bọn họ mặc dù là Huyền Thiên Tông người, có thể phần lớn đều là hướng ra phía ngoài thu nạp cung phụng một loại Căn bản cũng không phải là Huyền Thiên tông sinh trưởng ở địa phương này đệ tử, không phải vậy nương tựa theo bọn họ không minh cảnh tu vi, cũng không đến mức rơi xuống cái hộ đạo giả an bài. Như thế nào hộ đạo giả? Hộ đạo giả chính là tự giác bất lực đột phá, hoặc là thọ mệnh không nhiều thế lực trưởng bối tại chính mình trôi qua trước khi đi vì gia tộc ưu tú hậu bối hộ đạo, để cầu tại chính mình trôi qua trước khi đi để hậu bối trưởng thành, lấy nơi ẩn núp tại thế lực an nguy. Nhưng bọn hắn đâu? Thọ nguyên không nói có bao nhiêu, nhưng xa xa vẫn chưa tới hao hết cấp độ thêm nữa bọn họ là có tiềm lực đột phá, có thể thiếu khuyết tư nguyên, không phải vậy lại làm sao có thể tiến nhập huyền thiên tông bên trong, ở bên ngoài một mẫu ba phần đất phía trên xưng vương xưng bá không thoải mái sao. Nhưng huyền thiên tông đâu? Để bọn hắn làm hộ đạo giả thì cũng thôi đi, lại là làm loại này não tàn hậu bối hộ đạo giả, cái này để mấy người bọn họ làm sao chịu nổi. Giả vờ không biết. Tô Trạch Xuyên chuyên chúc hộ đạo giả mở miệng, hắn nói chuyện vẫn rất có tin phục lực, không phải vậy mấy người kia cũng sẽ không an tĩnh lại cái này tô gia thực lực chúng ta tuyệt không rõ ràng các ngươi người nào có thể bảo chứng nhìn thấy trước mắt chính là không phải cũng là tô gia toàn bộ thực lực sẽ không phải chỉ là tô gia thực lực một góc của băng sơn còn nữa cái này hắc bạch học cung xưa nay hoành hành bá đạo tại trung châu đánh giá thái độ cũng là lên không nổi mặt bàn lúc trước chúng ta không phải liền là như thế như vậy mới không có lựa chọn so huyền thiên tông càng thêm cường đại hắc bạch học cung sao cái này tô gia thực lực không rõ hắc bạch học cung chỉ sợ cũng không có như vậy mà đơn giản phát hiện chúng ta muốn là nói cho hắc bạch học cung cái này cũng thì mang ý nghĩa đắc tội tô gia, vì huyền thiên tông treo chọc một cái không biết thực lực cường địch cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Việc này như vậy coi như thôi, chúng ta vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy. Cái kia hộ đạo giả vỗ án làm ra quyết định. Huống hồ coi như hắc bạch học cung biết thì đã có sao, hắn huyền thiên tông thực lực không đủ, nhưng hắn ngũ tông liên minh cũng không phải quả hồng mềm, thêm nữa tô gia đối với việc này nhất định cùng bọn họ đứng tại cùng một trận doanh, hô chết vào tay ai, còn chưa biết được đây. Chương 112, mặt bạch thức tỉnh tô tầm hiện thân nhiếp hồn tô gia coi như không thể giao hảo cũng không thể đắc tội đặc biệt là các ngươi đều cho ta khiêm tốn một chút nói cái kia hộ đạo giả nhìn về phía mấy vị huyền thiên tông hậu bối những người này ngày bình thường mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung thật sự cho rằng khắp thiên hạ lấy huyền thiên tông vi tôn không thành mấy cái hậu bối bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi vội vàng cúi đầu bất quá bọn hắn tâm lý có nghe được hay không cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi đúng rồi cái kia giao nhân đâu cái kia hộ đạo giả nghĩ tới điều gì, đối với mấy người hỏi. Cùng chúng ta cùng một chỗ, đều tại thư hương uyển. Một cái tuổi trẻ hậu bối nghĩ tới điều gì, vội vàng trả lời, không qua trong lòng của hắn có nghi vấn, cái này tô trạch xuyên thế mà không có đem người đặc biệt an trí. Tô gia sân nhỏ đều có mệnh danh, trong đó thư hương uyển, thượng lâm đài, giả dối các đều là dùng để chiêu đãi khách nhân xứ sở. Huyền thiên tông mọi người liền được an bài tại thư hương uyển bên trong. Đi, chúng ta đi xem một cái. Cái kia hộ đạo giả nghĩ nghĩ, nói với mấy người. Không qua chỉ là số ít, những cái kia huyền thiên tông hậu bối trực tiếp mở miệng cự tuyệt, bọn họ là ai, làm sao có thể đi xem một cái nhân ngư. Chỉ có hai cái nhìn qua so sánh nhu thuận đi theo. Ngụy Lai canh giữ ở mặt bạch bên cạnh, nhìn thấy mấy vị hộ đạo giả tiến đến về sau, đứng người lên hành lễ. Cái kia hộ đạo giả theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một cái hộp gỗ, đem mở ra về sau lộ ra một viên màu ngà sữa đang dược, hộp gỗ vừa mở miệng, một cổ nồng đậm đang hương liền truyền ra, hít một hơi liền chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần đây là cửu giai thượng phẩm đang dược tử uẩn đan. Có hộ đạo giả nhận ra viên đan dược này, giọng nói mang vẻ kinh hô. Đây chính là lão tiểu tử này trân tàn nhiều năm đều không nở dùng đan dược, đây là đổi tính rồi. Nhưng mấy người cũng không nói thêm gì, đây là người ta đang dược, làm cái gì đều là người ta lựa chọn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không khỏi ở trong lòng hâm mộ lên con cá này, kim đang tiến vào miệng của hắn, lão tiểu tử này trân tàn nhiều năm đang dược xem ra cũng là muốn tiến con cá này cái bụng. Đang dược vào trong bụng, thêm nửa dùng linh lực thôi hóa, mặt bạch khẽ hừ một tiếng nhưng là không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu thì liền cái kia hộ đạo giả mi đầu cũng không khỏi đến nhíu một cái đầu này nhân ngư coi là đầu tư của hắn có thể cái này đầu tư giống như không hiệu quả gì hắn cũng tại lo lắng cho mình đang dược sẽ hay không trôi theo dòng nước trước không đề cập tới đây là tô trạch xuyên dùng kim đang cứu chữa người thì chỉ bằng hắn giao nhân thân phận liền đáng giá đến hắn mạo hiểm như vậy mấy vị nhìn thấy mấy người vây ở chỗ này vừa mới tiến đến cô trạch thụy bọn người không khỏi nhắc nhở một chút tô nhị gia mấy người nhìn thấy tô trạch thụy mấy người cũng là chấp tay đây chính là tiểu xuyên cái kia giao nhân bằng hữu đi tô trạch thụy nhìn lấy trên giường nằm nam tử không khỏi cười ra tiếng ngay sau đó theo chính mình trữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái bình ngọc màu trắng đổ ra một hạt như hạt đậu nành đang dược hắn vàng ống ánh lộng lẫy đều tại biểu hiện ra đang dược này bất phàm mấy vị hộ đạo giả liếc nhau một cái trách không được người ta tô trạch xuyên đối tông môn cho cái kia kim đan không hề để tâm đem cho ăn cá cảm tình là người ta trong gia tộc căn bản thì không thiếu. Hơn nữa nhìn cái kia một bình dáng vẻ, muốn đến cần phải còn có không ít, dựa theo tô gia nhị gia thân phận địa vị, không biết tô gia lại sẽ có bao nhiêu. Trước đó mấy cái đại trưởng lão trả về không ít đồ tốt, lại bị tô trạch đoan giả truyền thánh chỉ thu hết hơn phân nữa, những vật này gia tộc bảo khố bên trong có không ít. Đang dược bị cho ăn xuống dưới, nhưng là mặt bạch lại không có một chút muốn tỉnh lại ý tứ, tô trạch thụy cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp khiến người ta đem đỡ lên đưa đến trong viện trong ao sen mặt bạch trên người có màu trắng ánh sáng hiển lộ tại trong ao sen tu dưỡng một trận liền mở mắt đây cũng là trước đó tô trạch thụy cười nguyên nhân cái này chính là giao nhân là hải thú không đem thả vào trong nước cũng không sao còn đem hắn thả ở trên giường đậy lại chăn mình mặt bạch tỉnh lại đệ nhất khắc chính là theo bản năng cảnh giác cái đuôi vung vẩy văng lên một mảng lớn bọc nước thì liền trong hồ nước hoa sen đều bị hủy đi mấy cái đó nguyên cương cảnh thôi động tu vi mặt bạch phát hiện tu vi của mình tăng lên bây giờ hắn đã là thất giai sơ kỳ cường giả trước đó hắn liền muốn qua, tu vi của hắn muốn đột phá đến thất giai, muốn đến ít nhất còn cần vài chục năm thời gian, thật không nghĩ đến tu vi của hắn đã đột phá đến thất giai. Đây là mặt bạch chính là giao nhân nguyên nhân, thêm nữa đại bộ phận dược lực còn tại hắn thể nội, không phải vậy làm sao đến mức mới miễn cưỡng đột phá thất giai. Là các ngươi đã cứu ta. Mặt bạch cũng không phải người ngu, những người này xem xét thì là nhân tộc, thêm nữa cũng không có nhiều hơn mình ra tay, lại nhìn trên người mình gần như khỏi hẳn thương tổn, mặt bạch càng nghĩ cũng chỉ có loại khả năng này nơi này chính là trung châu nghĩ đến cái gì mặt bạch tâm tình đột nhiên kích động liền bận bịu mở miệng hỏi nơi này chính là nam vực tô trạch thụy trực tiếp mở miệng hắn cũng tại hiếu kỳ vì sao thiếu niên này đột nhiên biến đến có chút vội vàng mặt bạch nhìn ra trong những người này chính là tô trạch thụy ở vị trí chủ đạo tây thổ tây thổ ra chuyện mặt bạch cũng không phải là cái gì chết đầu óc hải tộc yêu tộc nhân tộc tuy có mâu thuẫn nhưng là huyết ma nhất tộc chính là toàn bộ đại lục công địch cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự nhiên có thể phân rõ. Là huyết ma nhất tộc, huyết ma nhất tộc lại thấy ánh mặt trời. Mặt bạch nhìn thấy những người này trên mặt hoang mang lập tức thì giải thích lên, giọng nói mang vẻ bức thiết. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, huyết ma nhất tộc phải chăng đã công phạt hạ hai đại chùa cổ, lại có hay không đã đối với hắc thủy biển động thủ. Huyết ma Mấy vị hộ đạo giả đều là trung châu nhân sĩ, lại thêm cũng coi là đại thế lực xuất thân, biết tự nhiên muốn nhiều một chút, nghe được mặt bạch nói như vậy, lúc này thì kinh hô lên. Bọn họ vừa định muốn cụ thể hỏi thăm một phen, không nghĩ tới tại trước mắt của bọn hắn lại vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ bóng người. Lão tổ. Nhìn thấy người tới, tô trạch thụy bọn người liền vội không lưng hành lễ. Tô tầm cũng không để ý tới, mà chính là thuấn di đến mặt bạch trước mặt, ngồi xuống thân thể, nhìn chầm chầm mặt bạch ánh mắt. Mặt bạch có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhìn tô tầm ánh mắt liếc một chút, nhưng ánh mắt lại đột nhiên biến đến lỗ trống ngốc trệ lên. Thì ra là thế tô tầm biết mình muốn biết liền kết thúc nhiếp hồn đứng lên tới ngươi đối với ta làm cái gì khôi phục như của mặt bạch đột nhiên đối với tô tầm hô to hắn cảm giác người trước mắt này giống như đối mình làm cái gì nhưng hắn lại một chút cũng không có cảm giác được tô tầm không có phản ứng đến hắn mà chính là nhìn về phía tây thổ phương hướng tu vi của hắn đã siêu việt năm châu có thể dung nạp hạng mức cách nhất châu chi địa xem xét một cái khác châu tự nhiên cũng không phải việc khó gì những người khác bởi vì vạn vật đầy trời trận nguyên nhân cũng không có phát hiện tây thổ dị thường có thể tô tầm là ai, tự nhiên là phát hiện, mà lại sợ sợ không chỉ là một mình hắn người phát hiện. Tin tưởng thần châu Phật môn người cũng là phát hiện Tây Thổ xuất hiện biến cố. Bởi vì Tây Thổ trên không vô hình hương hỏa chi lực cùng tính ngưỡng chi lực thế mà tại trên diện rộng giảm bớt. Chương 113, không biết trời cao đất rộng mấy người tô tầm dự định. Ấy, vận mệnh đã như vậy. Tô tầm thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Giao nhân nhất tộc thế cư Nam Hải, ta sẽ phái người đưa ngươi tiến về Nam Hải rời cung, hắc thủy hải không cần trở về. Tô Tầm nhìn thoáng qua mặt bạch, mới nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giao nhân nhất tộc coi là hải tộc bên trong một cái khác loại, làm người hiền lành, cùng nhân tộc quan hệ cũng rất là không tệ, tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng lại không có người nào dám đi công phạt giao nhân nhất tộc. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Tô Tầm nhìn chầm chầm tây thổ phương hướng nhìn thoáng qua, còn nói muốn đem chính mình mang đến Nam Hải, hắc thủy hải không cần trở về, lời này không thể không khiến mặt bạch cảm thấy, Tô Tầm là biết chút ít cái gì. Có phải hay không hắc thủy hải ra chuyện rồi? tuy nhiên mặt bạch không tin có người tu vi có thể vượt ngang nhất châu chi địa cộng thêm phía trên còn có đồng bạc cách trở cảm giác được địa phương xa như vậy nhưng hắn vẫn hỏi ra trong lòng của mình suy nghĩ biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt tô tầm cũng không tính nói cho mặt bạch cái gì cũng không có lựa chọn trả lời tiền bối cái này huyết ma nhất tộc chính là tất cả tộc quần công địch mong rằng tiền bối lấy đại cục làm trọng mau chóng đem cáo tri các đại thế lực lấy ứng phó huyết ma nhất tộc a huyền thiên tông hộ đạo giả liền vội mở miệng bọn họ ngược lại là nghĩ muốn lan truyền tin tức thế nhưng là căn bản thì truyền không đi ra gặp tô tầm không có một chút muốn để ý chính mình đám người ý tứ cái kia hộ đạo giả lại liền vội mở miệng tây thổ đã ra chuyện nếu là không thêm vào ngăn cản chỉ sợ không bao lâu huyết ma nhất tộc liền sẽ phát triển lớn mạnh khi đó đối tại toàn bộ đại lục tới nói đều là tai họa ngập đầu a à. cái kia hộ đạo giả lo lắng sợ tô tầm không biết tính nghiêm trọng của vấn đề nói hết à tô tầm quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia nói ra một câu nói như vậy lời này trực tiếp đem cái kia hộ đạo giả cho cả sẽ không, để hắn á khẩu không trả lời được nhất thời vậy mà không biết muốn thế nào nói tiếp, nhưng bên cạnh hắn hộ đạo giả lại là nhìn không được, trực tiếp mở miệng. Tiền bối thân là siêu thoát giả, lại không vì thiên hạ thương sinh cân nhắc một phen, thân là trí cường giả, lại không làm thân là trí cường giả chuyện phải làm, ngày sau có mặt mũi nào mặt đối với người trong thiên hạ. Lão giả kia nói len ken có lực, lòng đầy căm phẫn, cốt giống như vậy có thể nổi bật được hắn có bao nhiêu vĩ đại giống như. Chí cường giả chính là đối không minh cảnh phía trên cường giả xưng hô, bọn họ không biết trên đó cảnh giới, cho nên đồng dạng gọi hắn là siêu thoát giả, tu vi đã vượt qua năm châu có khả năng tiếp nhận giới định, cho nên xưng là chí cường giả. Bọn họ tuy nhiên không tin nơi này sẽ có cái này nhóm cường giả, nhưng là tô tầm chỗ bày ra thủ đoạn đã không thể dùng lẽ thường thủ đoạn để cân nhắc. Chỉ là chầm chầm liếc trong mắt nhìn thoáng qua liền giống như đại khái biết chuyện đã xảy ra, mà lại có thể vượt ngang một cái đại châu, thêm nửa hải dương cách trở cảm giác được như vậy khoảng cách xa, không phải siêu thoát giả lại làm sao có thể làm đến? Bất quá người này mặc dù là siêu thoát giả, nhưng lại không có tuân theo thần châu hiệu lệnh, đùa lưu tại năm châu cảnh nội. Thần châu chính là năm châu tu sĩ chen phá gia đầu đều muốn chui vào trong địa phương, có thể không có nghĩ rằng cái này Tô gia lão tổ thế mà không có lựa chọn tiến về thần châu, nơi đây thiên địa cũng không có bài xích, chẳng lẽ thần châu cường giả bày ra pháp tắc chi lực mất hiệu lực. Vẫn là đối phương căn bản không phải siêu thoát giả. Ngươi không sợ chết? Tô tầm hỏi ngược một câu cũng không có đem người này chất vấn để ở trong lòng. Chỉ cần tiền bối có thế vì thiên hạ thương sinh cân nhắc một phen, cam nào đó dù chết không hối hận. Người kia nói hiên ngang lẫm liệt, giống như tại chỗ chết ở chỗ này cũng là vì thiên hạ mà chết. Người có phải hay không cảm thấy dạng này cũng là anh hùng, thiên hạ thương sinh, muốn cứu người chính mình đi cứu, đừng đứng tại cái gọi là đạo đức điểm cao đi khiển trách người khác hành động, đã nâng lên không được chính mình, cũng hạ thấp không được người khác. Huyết ma hiện thế, cùng ta tô gia có liên can gì? Người trong thiên hạ xuất thế sự tình, cái kia lại cùng ta tô gia làm sao làm tổ chim bị phá trứng có an toàn hôm nay ta liền nói cho ngươi chưa tại một tổ như thế nào không trứng lành tô tầm trực tiếp mở miệng phản bác không biết toàn cảnh không bình luận hắn đều không hoảng đâu nguyên một đám đều tại vội cái gì các ngươi là cảm giác được cái gì còn là làm sao nói tô tầm có chút im lặng hắn cái gì cái nhìn cũng không có phát biểu nguyên một đám thì đều chạy ra đến khiển trách hắn quả thực là ăn no rồi không có chuyện làm một khối huyết lệnh mở ra vết nứt không gian có thế lớn bao nhiêu? Đi ra huyết ma thực lực lại có thể mạnh bao nhiêu? Trên tay hắn thế nhưng là còn trưởng khống giả lấy trong đó một khối huyết lệnh, huyết ma nhất tộc có thể bay lên trời hay sao? Tây thổ huyết ma nếu là thật cường đại, hai đại chùa cổ sớm đã bị thúc kéo một nát giống như xóa đi, còn dùng tầng nhờ vây quanh trình độ. Mà lại cái này hai đại chùa cổ nơi nào có dễ dàng như vậy bị diệt, nếu như bị diệt, cái này tính ngưỡng chi lực cùng hương hỏa chi lực còn thế nào thu hoạch? có người trước tiên sẽ không bỏ qua tây thổ đám kia huyết ma. Nhìn ta. Tô Tuân trực tiếp mở miệng, mấy vị hộ đạo giả một cái không chú ý liền nhìn về phía tô tầm ánh mắt, lại thêm tô tầm tu vi phụ trợ, huyền thiên tông mọi người liền nhìn về phía tô tầm ánh mắt, nhưng là một giây sau lại đột nhiên toàn bộ ngốc trệ lên. Tô tầm thúc giục nhiếp hồn năng lực, nhiếp thủ mấy người trí nhớ, lại xoáng cãi mấy người trí nhớ, mới ngừng lại được. Cái này nhiếp hồn chính là tô tầm đánh dấu đi ra một bộ tinh thần lực thần thông, không chỉ có thể thần không biết quỷ không hay xóa đi tinh thần lực so với chính mình thấp quá nhiều tu sĩ linh hồn, còn có thể nương tựa theo cực mạnh lực lượng tinh thần, thu hoạch đến người khác trí nhớ, thậm chí ở một mức độ nào đó xuyên tạc rơi người khác trí nhớ, rất khó khiến người ta nhìn ra manh mối. Nhưng cái này đều ký thác vào nắm giữ cực mạnh tinh thần lực tiền đề phía trên, mà lại lẫn nhau song phương còn muốn cầm giữ có nhất định thực lực sai biệt, không phải vậy rất có thể bị phản vệ. Tô tầm ánh mắt hơi động một chút, mấy người liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Đưa bọn hắn rời đi, bọn họ biết đến không ít, Tô Tầm chỉ có thể làm như vậy, không phải vậy mấy người nhất định sẽ đem Tô gia cho bạo lộ đi ra. Đến mức tiểu tử kia, để hắn cũng cùng rời đi, nhưng là cái gì nên nói cái gì không nên nói, hy vọng hắn có thể hảo hảo nghĩ rõ ràng. Tô Tầm nói xong liền tiêu tán ngay tại chỗ, đến mức Tô Trạch Xuyên tiểu tử kia đi phía sau núi, bái kiến Tô gia lão gia chủ, cũng chính là mấy người phụ thân đi. Huyết ma nhất tộc chưa chắc không phải một cơ hội, đối với năm châu tới nói làm sao không là một lần đại thanh tẩy dù là lần này thanh tẩy lại là cạo xương chữa thương kết quả, đối với tô tầm mục đích cũng chưa chắc sẽ đạt tới, nhưng tối thiểu đối tô gia có nhất định ưu thế. Tô Thiên Ninh, Tô Tinh Nhi, Tô Hành, Tô Mặt. Loạn thế ra kiêu hùng, dạng này có thể làm cho bọn họ càng nhanh phát triển, tốt hơn bộc lộ tài năng. Dù sao nước đục, mới tốt bắt cá không phải. Còn nữa, tô gia cao dai cường giả quá ít, nhất định cảm giác áp bách có lẽ sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn càng thêm nỗ lực, dù sao trong đó một khối huyết lệnh ở trên tay mình, chỉ cần khối này huyết lệnh không có chuyện, huyết ma nhất tộc liền không cách nào hoàn toàn lại thấy ánh mặt trời, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lật lên cái gì sóng lớn tới. Mà lại lần này nói không chừng sẽ để cho cái gọi là thần châu người cũng triệt để ngồi không yên lên, muốn đến cần phải cũng sẽ không để huyết ma nhất tộc làm loạn. Bất quá, lần này chiến trường vẫn là muốn áp súc tại Tây Thổ một chỗ chính là, muốn là lan tràn đến còn lại bốn châu cũng là bất lợi, không thể nói được sẽ để cho tô gia bại lộ tại đại chúng trước mắt. Chương 114, Giao Châu Lệ, Thời gian Bảo Tháp tô gia phía sau núi. Tô tầm nhìn lấy trong tay bình ngọc, trước đó tô hành sau khi trở về đem giao cho mình, cái này chính là dương chi ngọc tịnh bình phỏng chế khoảng, phỏng chế thủ đoạn không cao lắm rõ ràng, nhưng cũng là vị thuộc về thánh khí hàng ngũ. Cái này ngọc tịnh bình là trước kia đánh dấu có được khen thưởng, tô tầm hiểu rõ bình ngọc này năng lực sau liền đem giao cho tô hành, để phòng bất trắc. Thiên quyền Tô tầm kêu một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng là hắn biết đối phương cảm giác đạt được. Quả thật đúng là không sai, thiên quyền xuất hiện ở tô tầm trước mặt ông lấy tay ngươi mang theo thiên xu thiên quyền đi một chuyến tây thổ cần phải không thể để cho huyết ma nhất tộc bước ra tây thổ nửa bước cần thiết thời điểm có thể đem tây thổ cái viên kia huyết lệnh đoạt lại tô tuân phân phó lấy thiên quyền thuận tiện đem trên tay bình ngọc đưa cho thiên quyền thiên quyền chủ tu thiên cơ nhân quả chi thuật phái hắn đi cũng là tránh cho có người phát hiện việc này sau lưng có tô gia cái bóng ba người tu vi mặc dù chỉ là không minh cảnh viên mãn nhưng hắn thực lực chân chính nhưng lại không ngừng không minh cảnh viên mãn phái ba người bọn họ tiến về tô tầm cũng không quá lo lắng đến mức cái kia giao nhân tô tầm đem lưu tại tô gia thượng lâm đài mặt bạch được an trí tại nơi đây trong ao sen hắn là giao nhân chính là đuôi cá tại cửu giai trước đó không cách nào giống nhân loại một dạng trên đất bằng dùng hai chân hành tẩu ngươi đã tỉnh tô trạch xuyên ngồi xổng người xuống đối với mặt bạch cười cười mặt bạch cho là hắn cùng còn lại người tô gia đồng dạng hàng đầu trực tới cũng không có phản ứng đến hắn chuyện này lão tổ tự có chủ trương ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy giao nhân đối với mình duy trì cảnh giác, Tô Trạch Xuyên giải thích một chút, bất quá đối phương tin hay không hắn tịnh không để ý. Lúc trước hắn cứu hắn một mạng bất quá là không đành lòng thôi, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phù đồ, đây là hắn theo tô tầm chỗ đó nghe được. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Gặp mặt bạch không có bất kỳ cái gì muốn ý sẽ chính mình ý tứ, tô trạch xuyên cũng không có để ở trong lòng, nói một câu liền muốn dự định rời đi. Chờ một chút. Gặp tô trạch xuyên muốn rời khỏi, mặt bạch vội vàng gọi lại, sau đó ném cho tô trạch xuyên một vật. ta không thích nợ ơn người khác. mặt bạch cao ngạo quay đầu đi. hắn trước đó nghe tô gia tỷ nữ đề cập qua, chính là người này cứu mình, hắn cũng không phải loại kia không tri ân đồ báo người. giao châu lệ. tô trạch xuyên nhìn qua sách cổ, cho nên nhận ra đồ trên tay. thứ này tương đương với giao nhân nội đan, rất nhiều giao một đời người cũng chẳng qua là có thế ngưng tụ một cái thôi. cái này giao châu lệ đối với tu vi tăng lên, dung mạo bảo trì cùng thọ mệnh kéo dài đều có tác dụng cực lớn. Thêm nữa mặt bạch chính là giao nhân nhất tộc Vương tộc, hắn ngưng tụ ra giao châu lệ tự nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Thứ này chính ngươi thu đi. Cứu ngươi chẳng qua là không đành lòng thôi, không có muốn lấy được ngươi cái gì hồi báo ý tứ. Tô Trạch xuyên đem giao châu lệ ném đi trở về. Gần nhất ta muốn rời khỏi một số thời gian, lão tổ đưa ngươi lưu ở chỗ này hẳn là có chỗ suy tính, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nghe nói lão tổ đã phái người đi đến Tây thổ. Đối phương có thể đem giao châu lệ cho mình, đủ để chứng minh đối phương nhân phẩm không kém. Tô Trạch Xuyên không khỏi nói thêm vài câu. Tô Trạch Xuyên rời đi nơi đây, mặt bạch nhìn lấy trong tay giao châu lệ không biết suy nghĩ cái gì. Tô Trạch Xuyên đi theo huyền thiên tông mọi người cùng nhau rời đi, Tô Tầm không yên lòng, lại đem ngụy lai like còn có còn lại đám người trí nhớ một chút xoán cãi một chút, hiện tại, tại trí nhớ của bọn hắn, Tô Gia bất quá một tiểu thành gia tộc thôi. Huyền thiên tông tuy nhiên thực lực có khiếm khuyết, nhưng là tại Trung Châu vẫn là có nhất định quyền lên tiếng, hắn cũng hỏi qua Tô Hành. Biết được huyền thiên tông tại thần châu cảnh nội tuy có thánh địa xưng hô, nhưng là một cái hiu quản thánh địa, cơ hồ muốn rơi ra thánh địa hàng ngũ. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội, chưa hẳn không thể đem Tô Trạch Xuyên nâng lên huyền thiên thánh tông thánh chủ vị trí phía trên, đem huyền thiên thánh tông trưởng khống tại Tô Gia trong tay. Tô Tầm lúc này hạ lệnh, mở ra gia tộc bảo khố, Tô Gia tư nguyên bị nhanh chóng phát xuống đến Tô Gia chúng người trong tay, cùng loại với trước đó như hạt đậu nành kim đan cũng không phải số ít, mấy cái đại trưởng lão càng là bắt lấy cơ hội đem gia tộc bảo khố bên trong còn không có trả về qua đồ vật đều trả về một lần. Đinh, chúc mừng ký chủ đưa ra nguyên cương cảnh viên mãn một kích lá bù một trương dẫn phát 70 lần trả về thu hoạch được không minh cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích ngọc phù một cái đinh chúc mừng ký chủ đưa ra địa giai cao cấp võ kỹ hàng băng trưởng dẫn phát 60 lần trả về thu hoạch được thiên giai hạ phẩm võ kỹ hàng thiên cửu kích đinh chúc mừng ký chủ đưa ra hạ phẩm linh thạch ba nghìn vạn viên dẫn phát 70 lần trả về thu hoạch được thượng phẩm linh thạch ba nghìn vạn viên mấy cái đại trưởng lão bởi vậy kiếm lời nồi đầy bầu đầy nhưng mấy người bọn họ cũng không có tư tàng mà chính là đem đại bộ phận tư nguyên lấy ra, dùng cho cống hiến gia tộc, đại lượng tư nguyên phát xuống, mang ý nghĩa tô gia mọi người tu vi đem nên đón một cái giếng phun thức bạo phát. Tô tầm đem hết thảy đều xem ở trong mắt, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn mở ra hệ thống thương thành, bỏ ra trăm vạn khí vận giá trị mua một cái thời gian bảo tháp. Đem để đặt tại tô gia phía đông, tới gần tàn kinh lâu, đang cắt các nơi một chỗ. Đồng thời đem phương pháp sử dụng cáo tri cho tô trạch đoan. Thời gian bảo tháp cùng sở hữu chín tầng, thuộc về thánh khí giai quả nhiên thần binh, lấy tô tầm trước mắt tu vi cũng bất quá là chỉ có thể mở ra trước bốn tầng thôi đến mức muốn mở ra tầng cao nhất cần tô tầm thực lực đạt tới thánh giai tầng thứ nguyên võ cảnh đến huyền võ cảnh tô gia đệ tử tại tầng thứ nhất tu luyện địa võ cảnh đến chân võ cảnh tu vi đến tầng thứ hai tu luyện nguyên cương cảnh đến không minh cảnh tại tầng thứ ba tu luyện tầng thứ tư chính là tạo hóa cảnh nhưng tô tầm chỉ mở ra ba tầng trước tô gia thì chính mình một cái tạo hóa cảnh hắn tu vi như vậy tăng lên khẳng định không vui còn không bằng làm nhiều mấy cái ngón tay vàng thêm nữa mở ra tầng thứ tư cần hao phí linh thạch quá nhiều, căn bản cũng không hoa mà tính toán. Tô Tầm tại tầng thứ nhất mở ra hai lần tăng phúc, tầng thứ hai mở ra bốn lần tăng phúc, tầng thứ ba mở ra tám lần tăng phúc. Không phải là không thể được mở ra càng lớn, mà chính là mở ra càng lớn, tiêu hao linh thạch chính là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, dù là mấy cái đại trưởng lão trả về không ít, nhưng vẫn như cũ có chút giật gấu vá vai, cho nên Tô Tầm chọn một loại có thể tiếp nhận tăng phúc. Tô gia trong lúc nhất thời lâm vào đã lâu bình tĩnh, đi tại tô gia trong nhà trừ một chút nô bột trên cơ bản thì không nhìn thấy người nào. Tô Tầm cũng vui vẻ đến thanh tịnh, gặp trước đó thổ chất bị cải tiến không sai biệt lắm, hắn tiêu hao không ít cực phẩm linh thạch, đem những thứ này thổ chất biến thành vốn có linh khí đất đai, chắc hẳn dùng để trồng đồ, vật rất là không tệ. Tô Tầm theo chính mình trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra không ít đồ tốt, đều là hắn đánh dấu tới một số linh thực. Ngàn năm chu quả, bích canh quả, tuệ linh trà thụ, hồi hồn thảo, Tô Tầm đem bọn hắn từng cái gieo xuống, dù sao thứ này đặt ở trong trữ vật giới chỉ cũng là chiếm chỗ, còn không bằng đem gieo xuống, coi như là trồng chút hoa cỏ. Gần nhất hệ thống cũng không biết là chuyện ra sao, đánh dấu đồ vật đều rất là không tệ, không như chính mình trước đó cái kia trong 20 năm, trên cơ bản liền không có đánh dấu qua vật gì tốt, không giống bây giờ, có loại thân nương cùng mẹ kế cảm giác. Ấy, mới 40 tuổi không đến thì vượt qua trước kia tha thiết ước mơ về hưu sinh sống. Tô Tầm thở dài, trong giọng nói có chút cần ăn đòn. Chương 115, tô gia thu nạp, tô thiên ninh dấu hiệu. Tô tầm trống hết những thứ này tốn không ít thời gian, thậm chí tại trước phòng của chính mình sau phòng cũng trồng lên không ít chưa nổi tiếng cây ăn quả, dù sao tại trong trữ vật giới chỉ để đó cũng là chiếm chỗ. Tô tầm làm xong những thứ này về sau cho tô trạch đoan truyền tin tức, bảo hắn biết gần nhất hắn muốn bế quan, dặn dò hắn tô gia bước chân không cần bước đến nhanh như vậy, hết thảy trước lấy tăng cao thực lực làm chủ. Nói liền tiến vào trong túc lều bế quan. Tô gia trụ sở đi qua mấy vị trận linh quẩn dưỡng, Thêm nữa chính mình đánh dấu đến một cái tốt, muốn đến lần tiếp theo xuất quan, Tô gia trụ sở liền sẽ từ từ thoát ly, dần dần hướng về bí cảnh phương hướng thay đổi, nếu như chờ chính mình thực lực cường đại, về sau diễn biến thành tiểu thế giới cũng còn chưa thể biết được. Có điều hắn dù sao là lần đầu tiên làm, cũng không biết sẽ tiêu bao lâu thời gian, lại sợ Tô gia tại trong lúc này gặp được cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, liền để Tô Trạch Đoan đem gia tộc thế lực thu nạp một phen, tại trong lúc này tận lực lấy tăng cao thực lực làm chủ. Dù sao Tây thổ bị hắn điều động đi ba vị trận linh, tô gia mọi người cũng đều tiến nhập thời gian bảo tháp, thanh nô cũng là như vậy, cho nên liền chỉ còn lại có bốn vị trận linh đóng giữ. Tuy nói bốn vị trận linh đóng giữ hẳn không có vấn đề, nhưng là tô tầm cũng sợ vạn nhất cục diện xuất hiện. Tây Bắc Cảnh Thiên Thu Tông lúc này đã trở thành Tây Bắc Cảnh hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thậm chí đã đến Tây Bắc Cảnh con dân chỉ biết Thiên Thu Tông mà không biết cảnh chủ phủ cấp độ. Thiên Thu Tông thực lực cũng là vững bước tăng lên, thu nạp không ít tán tu tiến nhập trong tông môn. Bất quá ngày hôm đó bên trong thiên thu tông đại đa số cao tầng đều trong một đêm biến mất, còn lại trong tông môn tầng cùng những cái kia cung phụng sợ dẫn phát nhiễu loạn lớn, lúc này thì liên thủ che giấu đi, nhưng là cũng không biết có thế giấu giếm bao lâu. Cửu châu thương hội cũng là như vậy, hắc bạch song sát, lý mạc sầu, thẩm vạn tam. Tất cả mọi người trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung, bất quá cửu châu thương hội nội thể chế nghiêm minh, rất nhanh liền bị các quản sự xử lý được, vẫn như cũ tiến hành đâu vào đấy lấy. Những người này tự nhiên là bị Ngọc Hành mang đi, tô trạch đoan để hắn đem những người này tiếp trở về đưa vào thời gian bảo thác bên trong khai dương cũng mang theo tô trạch xu mẫu nữ mấy người trở về đến tô gia tần lão cảnh chủ tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là đem cục diện cho khống chế xuống dưới đến mức đông bắc cảnh tô trạch đoan lựa chọn giả vờ ngây ngốc cũng không có cho bọn hắn cơ hội lần này tô gia nhất tộc đều lâm vào tu vi tăng lên bên trong muốn đến đi ra về sau sẽ có một cái biến hóa long trời lỡ đất ninh quốc tô thiên ninh cũng không có lựa chọn trở về gia tộc mà chính là lưu tại ninh quốc bên trong phụ cận vài quốc gia đã bắt đầu loạn cả lên vài quốc gia ở giữa lẫn nhau công phạt thậm chí đã có quốc gia bị diệt giờ phút này chính là ninh quốc xuất binh cơ hội tốt nàng lại làm sao có thể sẽ từ bỏ cái cơ hội tốt này giao quan thấy thế cũng không có cưỡng cầu dù sao khoảng cách không xa muốn là phát sinh chút gì cũng đầy đủ hắn kiên trì đến nhóm người mình cứu viện tô thiên ninh lập tức điều binh khiển tướng hướng còn lại vài quốc gia công phạt mà đi có tàu chính thuần vũ hóa điền chờ nguyên cương cảnh cường giả áp trận đại quân một đường lên thế như trẻ tre, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đem Tây Bắc cảnh vùng phía Tây đại bộ phận khu vực cho khống chế xuống dưới. Tin tức này tự nhiên là đưa tới cảnh chủ phủ chú ý. Cái này tô gia đến tột cùng muốn làm gì? Giang sách đem bàn phía trên tấu báo cho ngã văn ra ngoài. Tô Thiên Ninh sau lưng là tô gia, Thiên Thu Tông sau lưng cũng là tô gia, Cửu Châu Thương Hội sau lưng cũng là tô gia, cái này Tây Bắc cảnh bây giờ nơi nào còn có hắn cảnh chủ phủ quyền lên tiếng. Trước đó Giang Gia Chi kia Chi Mạch đến tìm nơi nương tựa thời điểm, hắn thì dự đoán được cái này ninh vương trong tương lai tất nhiên sẽ không an phận, thật không nghĩ đến, cái này tương lai thế mà tới nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy tháng quan cảnh, cũng đã cầm xuống tay Bắc cảnh vùng phía tây vị trí. Nếu là bỏ mặt hắn phát triển tiếp, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ đối với hắn cảnh chủ phủ tạo thành to lớn uy hiếp, vậy hắn cảnh chủ phủ còn có gì tồn tại tất yếu. Gian sách trong mắt lóe ra hàng mang, không thể, tuyệt đối không thể. Vĩnh An Thành Ninh Quốc Triều Đình Tô Thiên Ninh ngồi ngay ngắn ở Long ỉ phía trên, nghe phía dưới đại thần tại ngôn từ thảo luận kịch liệt cái gì nhưng là nàng lại hồn nhiên không có để ý mà chính là nở một nụ cười chiếm cứ lớn như thế diện tích thổ địa cũng để cho tô thiên ninh thu hoạch không ít thành tựu điểm cảm giác thực lực của mình tại tăng lên tô thiên ninh giống như yêu mến loại cảm giác này quốc chủ quân ta đã chiếm cứ tây bắc cảnh vùng phía tây đại bộ phận lãnh thổ giờ phút này cần phải muốn khôi phục nguyên khí mới là một vị đại thần tận tình đối với tô thiên ninh mở miệng quốc chủ giờ phút này ta ninh quốc đại quân khí thế chính thịnh nên thừa thế xông lên, cầm xuống Tây Bắc cảnh phía Bắc cùng Nam Bộ lãnh thổ mới là thượng sách. Có võ tướng lập tức nói ra quan điểm của mình. Hồ nháo, bây giờ ta ninh quốc đông có cảnh chủ phủ, Tây có Tây cảnh sở gia, Nam Bộ cùng phía Bắc tiểu quốc đã tạo thành liên quân, cùng chống chọi với ta ninh quốc, có chút sơ sẩy, chính là nước mất nhà tan. Văn thần bên kia cũng không cam chịu yếu thế phản bác. Tốt, nhao nhao cô vương đau đầu. Tô Thiên Ninh vuốt vuốt mi tâm, có chút phiền chán. Bệ hạ, bây giờ ta ninh quốc quân sĩ thương vong không nhỏ, có nhiều chỗ đã đến thập thất cửu không cấp độ, xác thực không nên tại tiếp tục chinh tiếp tục đánh, lý nên khôi phục nguyên khí A. Cái kia văn thần trên mặt có lo lắng, thậm chí trong mắt có nước mắt tại đánh khung, hắn con thứ liền chết tại lần này trong chinh chiến. Mã nguyên tướng quân, không biết nếu là khai chiến, có thể hay không có nắm chắc đánh hạ nam bộ vị trí. Tô Thiên Ninh tại trong chinh chiến nếm đến ngon ngọt, cũng không muốn quá độ để ý tới người này, mà chính là hỏi một câu dưới triều đình đứng tại vị trí đầu não võ tướng. Nếu có quốc giáo mọi người tương trợ, cầm xuống nam bộ mặt tướng có 100% tự tin. Tướng quân kia đối với Tô Thiên Ninh thi lễ một cái, lời thề son sắc mở miệng nói ra. Nghe nói như thế Tô Thiên Ninh không khỏi nhìn về phía dưới bậc thang trống không cái ghế kia. Đó là Ninh quốc quốc sư vị trí, Thiên Thu Tông được lập làm quốc giáo, Thiên Thu Tông chủ tự nhiên cũng đã trở thành Ninh quốc quốc sư. Tô Thiên Ninh có thể nói là cho đủ Thiên Thu Tông mặt mũi, không chỉ có để quốc sư địa vị ở những người khác phía trên, còn chuyên môn tại trên triều đình cho quốc sư làm cái chuyên chỗ cửa thiên thu tông chủ nguyên bản còn không quá tình nguyện, nhưng là cảm giác được tu luyện tăng thêm về sau, sợ người khác đoạt hắn quốc sư vị trí, bất quá cũng là ba nhà sát nhập về sau nhân viên quản lý phát sinh một chút biến động, không phải vậy hắn thật đúng là không có rảnh rỗi như vậy tới đảm nhiệm ninh quốc quốc sư. Bất quá, thiên thu tông chủ chắc hẳn giờ phút này đã tại tô gia thời gian bảo tháp bên trong. Vệ tướng quân, người mang binh tiến về phía bắc, đem phía bắc các nước ngăn cản liền có thể, cần phải không thể để cho phía bắc các nước bất kỳ người nào nam bước kế tiếp. Mạc tướng lĩnh mệnh. Mã Nguyên sau lưng một người trái khố một bước, tiếp nhận Tô Thiên Ninh ý chỉ. Mã Nguyên tướng quân, hy vọng ngươi đừng cho cô vương thất vọng. Tô Thiên Ninh vẫn là lựa chọn khai chiến. Tây Cảnh Sở gia chắc hẳn sẽ không xuất thủ, dù sao hắn xuất thủ tính chất có thể lại khác biệt, chắc hẳn cảnh chủ phủ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến mức cảnh chủ phủ, nàng từng nghe Tinh Nhi tỷ tỷ đề cập qua vài câu, chắc hẳn cũng sẽ không ra tay ngăn cản, có thế xuất thủ bất quá chính là Nam Bộ cùng phía Bắc các nước liên quân thôi, phía dưới cầm xuống Nam Bộ phía bắc cũng liền dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn có thiên thu tông mọi người phụ trợ, muốn đến sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, thêm nữa nếu là mình có khó khăn, gia tộc cũng tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cái kia nàng còn có cái gì tốt lo lắng. Chương 116, Hắc Sa Lão Tổ Hai Đại Cổ Tự Phản Công Tây Thổ Chi Địa Thiên quyền ba người phế đi chút thủ đoạn lặng yên không tiếng động tiến nhập Tây Thổ Cảnh Nội. Ba người chia ra ba đường, Thiên quyền đi Nam Hoa Tự, Thiên Xu đi Tự Ân Tự, Thiên tuyền đi Hắc Thủy Hải, dù sao muốn tại trình độ lớn nhất thượng tướng huyết ma nhất tộc trì hoãn tại tây trong đất hắc thủy hải phế vật đều là phế vật hắc sa lão tổ phát thật lớn một trận tính khí không nghĩ tới huyết ma nhất tộc đưa tay thế mà dài như vậy tại bộ hạ của mình bên trong lại có trong bóng tối đầu nhập vào huyết ma nhất tộc tướng lãnh trước đó phái đi ra đưa tin nhân hồn châu thế mà đều nổ tung không có một cái nào thành công đem tin tức truyền ra ngoài mặt bạch tiểu tử kia ngược lại là không có việc gì có điều hắn cũng không để trong lòng hắn chú ý là đối phương có hay không đem tin tức truyền tới Trung Châu Hải vực. Hắn chính là Hắc Sa nhất tộc, là hải tộc bên trong vương tộc, tuy nhiên giao nhân nhất tộc cũng là hải tộc bên trong vương tộc, nhưng lại không ôm chí lớn, còn cùng nhân tộc giao hảo, quả thực là mất hết hải tộc thể diện. Cho nên đối với mặt Bạch An Nguy, hắn cũng không thèm để ý, bằng không thì cũng sẽ không đem làm làm mồi nhử sai phái ra đi lan truyền tin tức. Hắc Sa vương thở mạnh cũng không dám, hắn mặc dù là Hắc Sa nhất tộc vương, nhưng là Hắc Sa lão tổ vẫn như cũ đại quyền trong tay. Hải tộc tôn trọng cường giả, Hắc Sa lão tổ chính là không minh cảnh viên mãn, mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một sao nửa điểm, Hắc Thủy Hải bên trong đại đa số hải tộc còn thì nguyện ý nghe theo Hắc Sa lão tổ mệnh lệnh. Thiên Tuyền đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có hiện thân ý nghĩ, mà là tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nam Hoa tự. Nam Hoa tự làm vạn năm cổ tháp, là Tây thổ Tam đại cổ tự bên trong đầu rồng, nghe nói cùng thần châu vạn Phật tự có chút liên quan, thực lực, nội tình xa không phải cái khác hai tòa cổ tự có thể so sánh nhưng dù vậy, bây giờ tình cảnh cũng không có so từ ân tự tốt hơn chỗ nào. Thậm chí hơi có không bằng, bởi vì, lần này vạn Phật mang thiên trận không ít Phật đà chính là Nam Hoa tự làm phản tăng nhân, vạn Phật mang thiên trận cũng là Nam Hoa tự áp đáy hồng nội tình một trong. Huyết ma nhất tộc cơ hồ đem Tây Thổ công hãm không sai biệt lắm, bây giờ liền chỉ có ta Nam Hoa tự cùng từ ân tự đang giải dụ khổ sở, đến mức cái khác thế lực không phải thần phục với huyết ma nhất tộc chính là bị giết, Tây Thổ đã nhanh muốn biến thành một tòa chết châu một cái thủ tọa bộ dáng lão hòa thượng lo lắng mở miệng nói ra, trên mặt là lau không đi ưu sầu. Ấy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái này vạn Phật mang thiên trận chính là để nhất trụ trì lưu lại đồ vật, lấy người thủ đoạn của ta căn bản là không có cách đem đột phá, đem tin tức lan truyền cho ngoại giới. Một vị khác thủ tọa lắc đầu, bọn họ căn bản là không có biện pháp. Đều do đám kia đáng chết phản đồ, nếu không phải bọn họ phản bội chạy trốn ra chùa thậm chí còn đem vạn Phật mang thiên trận trận đồ đánh cắp, ta Nam Hoa tự không cần đứng trước như vậy tình cảnh, Tây Thổ lại làm sao đến mức biến thành như vậy tình cảnh. Có cái tính khí nóng nảy thủ tọa mở miệng, hắn chính là giới luật viện thủ tọa, nhất là không nhìn nổi loại này không có một chút thị phi khái niệm người. Ấy, tỉnh lại tổ địa bên trong mấy vị sư thúc tổ đi. Ngồi ở chủ vị lão trụ trì mở miệng nói ra, cái này huyết ma nhất tộc tu vi tăng lên cực nhanh, cái này huyết ma nhất tộc đã nhanh muốn đem Tây Thổ đều giết hại một lần, cũng không biết bây giờ thành dài đến trình độ nào. Cái này, mấy vị viện thủ có chút chần chờ, dù sao mấy vị này sư thúc tổ thế nhưng là nam hoa tự nội tình chỗ, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ nam hoa tự tây thổ Phật đạo người đứng đầu vị trí liền giữ không được. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn như vậy sợ hãi rụt rè, nếu là lúc trước các ngươi quả quyết một điểm, huyết ma nhất tộc làm sao đến mức phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Nam hoa trụ trì đứng dậy, trong giọng nói mang theo có chút bất mãn. Huyết ma nhất tộc diệt Phong ung cùng thiền viện thời điểm hắn liền chủ trương thừa dịp hắn còn tại yếu tiểu giai đoạn đem bóp chết cái nôi nhưng những người này sợ nam hoa tự vì thế rơi xuống vị trí trung chuyển nam hoa tự địa vị mới khiến cho huyết ma nhất tộc trưởng thành đến bây giờ cấp độ bất quá đây là ung cùng thiền viện chiếm chủ yếu trách nhiệm làm trông coi tà lệnh tông môn thế mà để tà lệnh bị cướp hơn nữa còn giấu giếm không báo để huyết ma nhất tộc có cơ hội bất quá ung cùng thiền viện người cũng vì hành vi của mình trả tiền ấy mấy vị viện thủ thở dài cũng là đồng ý xuống tới bây giờ tây thổ liền chỉ còn lại có hai đại cổ tự thì coi như bọn họ không xuất thủ huyết ma nhất tộc cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ còn không bằng tiên hạ thủ vi cường bọn họ chủ động tiến công huyết ma nhất tộc đương nhiên sẽ không nuông chiều lúc này phản kích lên song phương chiến đấu kéo dài một ngày một đêm huyết ma nhất tộc bị nam hoa tự tăng nhân tạm thời bức lui thối lui đến nam hoa núi bên ngoài trăm dặm chi địa khoảng cách bất quá nam hoa tự cũng không có lấy đến cốt đệ tử không nói vẻn vẹn là cao tầng bên trong liền viên tịch hai vị sư thúc tổ cộng thêm ba vị viện thủ những người còn lại cũng là bị nặng nhẹ không đồng nhất thương tổn Việc này tự nhiên truyền đến từ ân tự trong lỗ tai, lúc này bọn họ cũng phát động tập kích, tuy nhiên đem huyết ma nhất tộc đuổi lui không ít khoảng cách, nhưng là từ ân tự nhưng cũng là thương vong thảm trọng. Từ ân trụ trì càng là tại lần này trong chiến dịch vì đánh giết thủ lĩnh của đối phương, dùng đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đấu pháp, tuy nhiên thành công đem đối phương giết chết, nhưng là cũng bị đánh khí huyết thâm hụt, muốn đến cũng không có bao nhiêu thời gian. Tin tức này tự nhiên là truyền đến tà lệnh trong lỗ tai, hắn một chưởng liền đem trước người mình bàn đá vỗ nát bấy nguyên bản một bộ nho sĩ bộ dáng tà lệnh bây giờ lại biến đến như cái đất trống nhàm chán đồng dạng không có một chút trang trọng uy nghiêm hạ lệnh đại quân lùi lại lần này ta muốn để hai đại cổ tự chó gà không tha tà lệnh ánh mắt sắc bén một bộ ta không báo thù thề không vì ma tư thế đại quân lập tức thì mở bắt đầu chuyển động tà lệnh không có cam lòng nhìn thoáng qua hắc thủy hải lần này trước hết buông tha các ngươi một lần lần tiếp theo đến ta muốn hắc thủy hải lại không hắc xa nhất tộc hắc xa nhất tộc chính vào cường thịnh huyết ma nhất tộc chưa hẳn có thể tại này trên tay chiếm được tốt, còn không bằng đi trước đem hai đại cổ tháp diệt đi. Hai đại cổ tháp tuy nhiên tạm thời đánh lui huyết ma nhất tộc, nhưng là chỉ sợ cũng không có ở huyết ma nhất tộc trên thân lấy đến mảy may chỗ tốt, giờ phút này công phạt, hai đại cổ tháp tất nhiên ngăn không được, đến lúc đó hắn tại tập kết binh lực, tiến về Hắc Thủy Hải, Hắc Thủy Hải vẫn như củ tai kiếp khó thoát. Hắn lo lắng chính là Hắc Sa nhất tộc đem huyết ma nhất tộc tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó huyết ma nhất tộc đem gặp phải cực lớn khảo nghiệm, đây cũng là vì sao hắn sẽ đi đầu công phạt hắc thủy hải nguyên nhân, dù sao, tin tức hắn có thể ngăn cản một lần, nhưng liền sợ nhất thời sơ sẩy, luôn có chút cá lọc lưới. Hắc Sa Vương đều đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, thật không nghĩ đến huyết ma nhất tộc trực tiếp lui binh, Hắc Sa Vương tuy nhiên không biết nguyên do, nhưng vẫn là thở ra một cái, không ai nguyện ý tác chiến, hắn cũng không nguyện ý. Bất quá nhìn huyết ma nhất tộc lui binh phương hướng, chẳng lẽ hai đại cổ tự phát sinh cái gì, không phải vậy cái này huyết ma nhất tộc làm sao đến mức lui binh, Hắn lúc này liền đem đây hết thảy cáo tri Hắc Sa lão tổ. Hắc Sa lão tổ tuy nhiên không biết nguyên do, nhưng đoán được đoán chừng là hai đại cổ tự làm cái gì, để huyết ma nhất tộc người không thể không rút lui, hắn rất muốn cùng đi lên, nhưng lại sợ là huyết ma nhất tộc kế điệu hổ ly sơn, lúc này đè xuống chính mình tò mò trong lòng. Chương 117, Thiên quyền xuất thủ tà linh lui quân bí ẩn. Tà linh chia binh hai đường trước khi chia tay hướng Nam Hoa tự cùng Từ Ân tự, hắn biết dưới loại tình huống này chia binh hai đường là một cái không quá thông minh quyết định nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Như là không bằng này, tự ân tự đám kia con lừa trọc rất có thể tại chính mình đối Nam Hoa tự phát động thời điểm tiến công thừa thế xông lên cũng đối với tự ân tự bên ngoài huyết ma nhất tộc phát động công kích, chi kia huyết ma quân đội rất có thể sẽ vì này toàn quân bị diệt. Bởi vậy hắn không thể không cân nhắc chia binh hai đường, phái người trợ giúp tự ân tự bên ngoài chi kia huyết ma đội ngũ. Vạn Phật mang thiên trận lại không thể kinh động, không phải vậy sự tình tiết lộ, cái khác mấy cái đại châu cường giả rất nhanh liền sẽ phát hiện, có thể xem này khí vận hương hỏa chi lực cường giả số lượng cũng không ít cũng chính là hai châu ở giữa khoảng cách xa xôi không cách nào rõ ràng cảm giác được thôi dù sao cũng không phải ai cũng là tô tầm có thể ngăn cách đại châu cảm giác được cái khác châu tình huống nam hoa tự bên ngoài huyết ma nhất tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi lấy tấn công núi mệnh lệnh nam hoa tự cũng là sáng sớm liền đem hộ tông đại trận mở ra lên hy vọng có thể đối huyết ma nhất tộc có chỗ ngăn cản tà linh mắt nhìn trước đại trận liếc một chút hai tay không ngừng phóng thích ra hắc khí hắc khí kia đụng phải trận pháp bình chướng, hắc khí chậm rãi biến mất, đại trận chậm rãi tiêu tán, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tan rã. Nhanh, ổn định lại trận pháp. Nhìn thấy tình hình như vậy, bài cửa sân vội vàng tổ chức các đệ tử đem trận pháp cho ổn định lại. Tà linh gia tăng trong tay hắc khí phát ra, đại lượng khói đen mờ mịt tại đại trận bình chướng phía trên, bình chướng dần dần không địch lại, chậm rãi giống một tầng băng khối hòa tan đồng dạng, lộ ra một cái động lớn đến, hắc khí thấy thế, vội vàng gia trì lấy hắc khí chỉ thấy đại trận liền giống pha lê tan vỡ đồng dạng vỡ vụn ra đại trận như vậy phá toái tổ chức trận pháp tăng nhân lập tức liền bị phản vệ phun ra một nguồn máu tươi thậm chí có người tại chỗ hôn mê ngã xuống đất cái kia tài linh cũng không chịu nổi sắc mặt hơi trắng bệch hắn chính là đoạt xá rất nhiều thủ đoạn bí pháp nhận lấy hạn chế thêm nữa cổ thi thể này thân thể tu vi dù là kinh qua hắn đại lực đến đỡ nhưng trước mắt cũng bất quá là không minh cảnh sơ kỳ tu vi thôi đại trận phá toái huyết ma nhất tộc cũng là bắt lấy cơ hội hướng về nam hoa tự bên trong phóng đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nam Hoa Tự tăng nhân đối với bọn hắn tới nói chính là tăng cao tu vi đại dược, bọn họ làm sao có thể sẽ buông tha loại cơ hội này. Song phương chiến đấu dị thường thảm liệt, mỗi giây đều nắm chắc 10 người ngã xuống cũng đứng lên không nổi nữa. Bất quá, Nam Hoa Tự tăng nhân dần dần đã rơi vào hạ phong, huyết ma nhất tộc nhân số bản thân liền muốn so Nam Hoa Tự tăng nhân nhiều, lại thêm huyết ma nhất tộc người càng đánh càng hăng, Nam Hoa Tự tăng nhân càng đánh càng mỏi mệt, bị thua cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nam Hoa tự trụ trì một người kịch chiến hai đại cùng giai cao thủ, một thân hùng hậu Phật lực, bên ngoài càng cao siêu Phật môn chiêu thức, quả thực là cùng hai người đánh thành thạo. Tà Linh cũng không có gia nhập chiến trường, nhìn đến loại cục diện này vội vàng hướng Nam Hoa trụ trì làm lên âm chiêu. Nam Hoa trụ trì một cái không chú ý cái này bụng liền bị đuổi một đường vết rách, huyết từ từ chảy ra ngoài, dần dần đem Nam Hoa trụ trì bụng rõ ràng trang phục màu vàng nhuộm thành màu đỏ. Tinh thần lực công kích. Nam Hoa trụ trì biết Tà Linh ra vẻ, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, hai vị cùng giai tu sĩ đem hắn kéo chặt lấy hắn đối với tà linh cách làm căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nam hoa trụ trì vết thương trên người dần dần nhiều hơn trên người hoàng bào cũng là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ không chỉ là hắn cái khác nam hoa tự tăng nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào không phải chết thì chết cũng là thương thì thương so với trước đó đến nam hoa tự bây giờ còn lại tăng nhân không đủ một phần trăm cơ hội tốt nhìn thấy nam hoa trụ trì có chút phân tâm lập tức liền bị tà linh bắt lấy cơ hội một cái linh hồn chi lực ngưng tụ hồn đinh hướng về nam hoa trụ trì tráng chạy tới một khi trúng đích nam hoa trụ trì liền lại không còn sống cơ hội tất nhiên sẽ chết yểu tại chỗ tà linh trên mặt lộ ra nụ cười một kích này nam hoa trụ trì căn bản thì không có năng lực ngăn cản có điều hắn cao hứng còn không đến bao lâu nụ cười trên mặt thì biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống chỉ thấy một đoạn đã đốt hết hương chi cùng cái kia hồn đinh va chạm một chút cái kia hồn đinh lập tức liền tiêu tán lên cái kia hương chi vẫn chưa dừng lại mà chính là hướng về kia tà linh vị trí tiếp tục bay đi. Bởi vì trước đó hồng linh bị đánh tan, tà linh lập tức đã nhận lấy phản vệ chi lực, đầu đau muốn nứt, một cái không có chú ý cái kia hương chi liền đến trước mặt của mình. Tà linh vội vàng dùng tay đi ngăn cản, phòng ngừa cái kia hương chi tiếp tục tiến lên nửa tất Tà linh trên tay bốc lên đại lượng khói trắng, tựa như thiêu màu đỏ bừng thiết côn đụng phải thịt tươi đồng dạng, bất quá, cái kia hương chi vẫn là bị tà linh cho ngăn trở ngăn lại. Tà linh mở ra tay xem xét, chỉ gặp trên tay của mình đã như bị nghiêm trọng hữu thực đồng dạng, cái kia hương chi cũng đã không chịu nổi lực lượng, biến thành tro bụi. Nhân quả chi lực. Tà Linh nhìn lấy trên tay vết thương, trong thần sắc mang theo kiên kỵ cùng động dung, loại địa phương này, tại sao có thể có cái này nhóm cường giả? Rút lui. Tà Linh cũng không có quá nhiều do dự, hắn biết cái này là đối phương đang xuất thủ cảnh cáo chính mình, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, tối thiểu có cái kia âm thầm cao thủ tại, chính mình mục đích hôm nay liền không cách nào đã đạt thành. Huyết ma nhất tộc người tuy nhiên có không hiểu nhưng là quân lệnh Như Sơn, bọn họ lập tức liền lựa chọn rút lui. Cũng có một chút không nghe hiệu lệnh, muốn có được càng thật tốt hơn chỗ, bị Nam Hoa tự tăng nhân phản công, vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Không biết là vị tiền bối nào ở đây, có thể hay không đi ra một lần. Nam Hoa trụ trì ráng chống đỡ lấy thân thể của mình, đối với cái kia hương chi bắn ra địa phương xá một cái, muốn nhìn một chút là cái gì cái tiền bối cứu được hắn, cứu được bọn họ Nam Hoa tự Đông đảo tăng nhân. Không biết là vị nào tiền bối cao nhân ở đây, có thể hay không hiện thân một lần. Nam Hoa trụ trì lại nói một lần, nhưng lại không có bất kỳ bóng người nào, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thôi. Nam Hoa trụ trì biết đối phương không muốn hiện thân, đối với Hương Chi bắn ra địa phương bái ba bái, xem như biểu đạt cảm tạ của mình. Còn lại tăng nhân phật đã thấy thế cũng là hướng về phía trụ trì cuối chào phương hướng bái một cái. Bất quá một bên khác Từ Ân tự liền không có vận khí tốt như vậy. Từ Ân tự thực lực vốn cũng không so Nam Hoa tự, thêm nữa lần này là huyết ma nhất tộc chủ động tiến công, Từ Ân tự tuy nhiên nghiêm phòng tử thủ nhưng vẫn là bị huyết ma nhất tộc công phá sơn môn. Song phương quyết tử đấu tranh, dù là tại thời khắc mấu chốt Thiên Xu lựa chọn xuất thủ, nhưng từ ân tự vẫn là thương vong thảm trọng. Không biết tiền bối thế nhưng là thần châu nhân sĩ. Nhìn thấy Thiên Xu mục kích liền đem mọi người đánh lui, sớm đã trong lần chiến đấu này đèn cạn dầu từ ân tự trụ trì không khỏi mở miệng dò hỏi. Hắn thấy, thực lực như thế cường giả, chỉ sợ ngoại trừ thần châu, lại không cái gì khu vực có thể đem xuất ra. Phụng mệnh hành sự. Thiên Xu cũng không trả lời mà chính là nói ra nhớ đến mục đích. Cùng thiên quyền không có hiện thân khác biệt, thiên su trực tiếp chính là hiện thân xuất thủ. Thần châu giống như rất nhiều năm đều không có xuống tới qua tu sĩ đi. Chương 118, mấy vạn năm trước bí ẩn tà linh dự định. Thần châu giống như rất nhiều năm đều không có xuống tới qua tu sĩ đi. Từ ân trụ trì tự lẩm bẩm, đục ngầu trong con ngươi giống như là đang đuổi ức lấy cái gì. Nghe thấy thiên su nói đến phụng mệnh, từ ân trụ trì không khỏi liền nghĩ tới. Hắn lúc trước cũng là nghe trước đây trụ trì nói, không, phải nói, càng giống là các đời trụ trì truyền miệng bí mật. Thời điểm đó thần châu cùng năm châu ở giữa vẫn là tương thông, đại đa số năm châu tu sĩ tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh liền sẽ tiến về thần châu, để cầu đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bất quá ma tộc chi loạn kết thúc hai địa phương tương thông cục diện, ma tộc tại thần châu bên trong nhất lên gió tanh mưa máu, tuy nhiên sau cùng bị trấn áp xuống, nhưng thần châu cũng là bị trọng thương, thiên tài địa bảo, linh sơn phúc mạch đều bị hủy đi không ít. Thêm nữa không ngừng có năm châu tu sĩ tiến về thần châu, Tư Nguyên một lần lâm vào tình trạng khẩn trương, sau cùng từ đen trắng thánh cung dẫn đầu, liên hợp một vị bán đế cấp cường giả, hơn 10 vị thánh cảnh cường giả liên thủ phía dưới đem năm châu chi địa cùng thần châu ngăn cách ra. Từ đó, năm châu chi địa người liền tiến về không được nửa thần châu, bị vây ở năm châu bên trong, cũng lại không ai có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, thọ mệnh cũng liền bị cực hạn tại 3000 tuổi. Trấn áp chi địa bị hạ phong ấn, mở ra phong ấn chìa khóa bị chia thành 5 phần, trong đó hạch tâm nhất một khối tại đen trắng thánh cung trong tay, mặt khác bốn khối bị bỏ vào năm châu chi địa, từ bốn châu bên trong đỉnh phong cấp thế lực khác trông coi. Cũng là vào lúc đó, thần châu không ít người bị điều động xuống tới thành lập đạo thống, nam vực tắc hạ học cung, tây thổ nam hoa tự, trung châu hắc bạch học cung. Đều là thần châu người thành lập. Từ ân tự đệ nhất trụ trì vốn là thần châu vạn Phật tự Phật chủ tiểu đệ tử, nhưng lại lọt vào hãm hại, lưu đầy tới năm châu chi địa, tại Tây Thổ thành lập nên từ ân tự. Lão trụ trì cả đời đều đang đợi, có thể hắn đã chờ cả đời cũng không có đợi đến, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt, viên tịch tại từ ân tự bên trong. Hắn biết, bất quá là các đời trụ trì bên trong truyền miệng xuống thôi. Từ ân trụ trì đầu chậm rãi rũ xuống, nhớ lại ở giữa đã không có khí tức. Trụ trì. Nhìn thấy từ ân trụ trì như vậy, chung quanh tăng nhân cũng đều thương tâm kêu lên. Thiên su đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đèn cạn dầu triệu chứng, hắn có thể cứu, nhưng giá quá lớn, được trả bằng mất, nghĩ như vậy liền biến mất ở nguyên địa. Cung cùng thiền viện đáng chết cái kia tà linh nổi trận lôi đình không để ý trên tay thương tổn đánh chết chung quanh hai cái tỳ nữ đưa các nàng thể nội máu tươi hấp thu về sau tính khí mới tốt phía trên không ít cái này này địa phương làm sao có thể sẽ có cái này nhóm cường giả tà linh nổi trận lôi đình thiên quyền tu vi nhìn như chỉ có không minh cảnh viên mãn nhưng là thực lực lại tuyệt không so tạo hóa cảnh cường giả yếu đại nhân bây giờ chúng ta phải làm gì dưới đáy bộ hạ không có cụ thể cảm nhận được thiên quyền thực lực bọn họ lo lắng chính là sau đó phải làm cái gì có thể hay không ảnh hưởng thánh tộc đại kế. Đi Hắc Thủy Hải. Tà Linh Suy tư một chút, bây giờ Tây thổ đã bị bọn họ tiêu xài không sai biệt lắm, lại thêm bây giờ Nam Hoa Tự cùng Từ Ân Tự đều có cường giả trấn thủ nguyên nhân, muốn đem hai đại cổ tự công phá đã có chút không quá thực tế. So sánh với, Bắc Nguyên cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Bất quá, hai đại cổ tự có cường giả trấn thủ, cái này Hắc Thủy Hải tổng cái kia sẽ không có đi. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Thủy Hải phương hướng rời đi động tĩnh này tự nhiên cũng là bị hai đại cổ tự cho phát hiện. Đáng giận, cái này vạn vật mang thiên trận thế mà còn chưa bị triệt hồi. Có cường giả ngẩng đầu nhìn thấy bên trên bầu trời bình chướng vẫn tồn tại như cũ, không khỏi tức giận mắng một câu. Có điều, cái này huyết ma nhất tộc thật rút lui sao. Nhìn thấy huyết ma nhất tộc người thật rời đi, có người không khỏi có chút rất nghi hoặc. Cái này huyết ma nhất tộc đối với hai đại cổ tự chính là tình thế bắt buộc xu thế, có thể không nghĩ tới hôm nay thế mà từ bỏ, cái này không giống huyết ma nhất tộc hành động tác phong A bất quá bọn hắn rút lui chính là vạn sự thuận lợi, quản nhiều như vậy làm gì? Nhanh, mau chóng nghĩ biện pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc, cái này huyết ma nhất tộc chỉ sợ là để mắt tới bắt nguyên, mặt khác, phái người đi tìm những người kia vị trí, mau chóng đem trận pháp phá. Nam Hoa tự trụ trì lập tức liền ban bố mệnh lệnh, một khi trận pháp bài trừ, Tây thổ nguy cơ cũng liền giải. Kiên Quyền nghe Nam Hoa trụ trì bố trí, cũng không có quá nhiều nhúng tay tham gia, dù sao đám người kia cũng chạy không ra Tây thổ nữa bước. Hắc thủy hải. Báo bẩm báo lão tổ đang có một đội thế lực hướng về hắc thủy hải mà đến một cái tay cầm tam xoa kích dạ xoa vội vàng tiến điện đến đây bẩm báo đây là đem ta hắc sa nhất tộc xem như quả hồng mềm sao hắc sa lão tổ vỗ bàn đứng dậy lộ ra rất là phẫn nộ tập kết trong biển binh lực lần này ta muốn để huyết ma nhất tộc nỗ lực giá cao thảm trọng hắc sa lão tổ đối với đứng ở một bên hắc sa tướng quân mở miệng nói ra huyết ma nhất tộc ăn phải cái lỗ vốn liền muốn muốn tới hắn hắc thủy hải đến thử một lần hắn hắc sa nhất tộc sâu cạn không thành tuân mệnh. Hắc Sa tướng quân cũng là lĩnh mệnh rời đi, những ngày qua trên cơ bản đều là Hắc Sa lão tổ đang chủ trì Hắc Thủy Hải hết thảy lớn nhỏ sự vật. Đến mức Hắc Sa vương đã sớm đứng dựa bên. Tây thổ lớn nhất phía bắc. Tà Linh mang theo huyết ma nhất tộc đại quân đến mang nơi đây, nhưng là thông hướng đường phía trước lại bị một tầng bình chướng cản lại. Vạn Phật mang thiên trận không chỉ có chỉ là một cái ngăn cách thiên địa trận pháp, vẫn là một cái phòng ngự lực cực kỳ kinh người thủ hộ trận pháp. Tà Linh xuất ra một viên hạt châu màu vàng ống, đây chính là hắn theo ung cùng thiền viện bên trong có được bảo bối, lại kinh qua hắn gia công luyện chế, quy lực của nó có thể so với nửa bước tạo hóa trình độ, đủ để đem trước mắt tòa trận pháp này oanh ra một cái lỗ hổng. Bởi vì, cái này bởi vì viên này hạt châu màu vàng ống là một mực được cung phụng tại ung cùng thiền viện một viên xá lợi, viên này xá lợi chính là ung cùng thiền viện nhị đại chủ trì viên tịch về sau lưu lại xá lợi tử, quy lực của nó tự nhiên không thể kinh thường. Quả nhiên, tại cái kia hạt châu màu vàng nổ tung phía dưới, cái kia trận pháp lập tức liền bị đánh ra một cái to lớn vết nứt thoáng một cái tuy nhiên thành công có rời đi tây thổ con đường nhưng là cái này uy lực to lớn cũng là đối với trận pháp tạo thành tổn thương thì liền chủ trì trận pháp những hòa thượng kia cũng là kém chút bị phản vệ kém chút để trận pháp tán loạn những thứ này hòa thượng nơi ở chính là một cái to lớn trong lòng núi cả ngọn núi đều bị móc rỗng xuống tới liếc nhìn lại liếc nha lít nhíp tất cả đều là lộ ra đầu trọc hòa thượng thô sơ giản lược đoán chừng chi xuống không được mấy vạn người lại tu vi cũng là không thấp không phải vậy tại sao có thể có thực lực kia đem trọn cái Tây thổ đều bao phủ tại trong trận pháp. Bất quá, cái này một công đánh dẫn phát ra động tĩnh vẫn là đưa tới Thiên Quyền mấy người chú ý lực, mà lại cũng là phát hiện trụ trì trận pháp người. Thiên Quyền lúc này xuất thủ, sử dụng nhân quả chi lực, xuất thủ đem chủ trì trận pháp những hòa thượng kia cho ẩn giấu đi, tránh cho hai đại cổ tự hòa thượng nhanh như vậy tìm tới bọn họ. Tây thổ bây giờ không cho bại lộ, vạn vật mang thiên trận cũng nhất định phải tồn tại. Chương 119, lui về Tây thổ nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắc thủy hải trên mặt biển. Hắc Sa lão tổ mang theo đại lượng hải tộc binh sĩ ngăn ở huyết ma nhất tộc cửa ra vào chỗ. Hắc Sa lão tổ cũng là vạn năm lão quái vật, tự nhiên xem hiểu tà linh thao tác, đây là Tây thổ không tiếp tục chờ được nữa, muốn muốn đi trước Bắc Nguyên a. Mặc dù nói Bắc Nguyên phần lớn đều là nhân tộc, nhưng Hắc Sa lão tổ cũng là không muốn để cho huyết ma nhất tộc đại quân rời đi, tà lệnh sự tình hắn tự nhiên có hiểu biết, cho nên hắn mới càng thêm không thể để cho tà linh dẫn người rời đi, phải biết, Bắc Nguyên thế nhưng là cũng có một khối tà lệnh lão gia hỏa, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, nếu không ta tất để ngươi hối hận. Nhìn thấy hắc sa lão tổ ngăn cản bọn hắn đường đi, tà linh thay đổi trước đó nho nhã hình tượng, hung tợn mở miệng uy hiếp nói. Hừ, uy hiếp lão tử, có bản lĩnh ngươi liền đến A, thật sự cho rằng lão phu ta là sợ hãi. Hắc sa lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, mở miệng về dỗi. Tốt tốt tốt, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Tà linh trực tiếp sử dụng bí thuật, chỉ thấy nguyên bản không minh cảnh sơ kỳ hắn, tu vi rất nhanh liền đi tới không minh cảnh viên mãn trình độ. Đối với Hắc Sa lão tổ chính là một cái tàn nhẫn xuất thủ, Hắc Sa lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, cùng Tà Linh đối chiến đấu. Những người khác nhìn thấy như vậy, cũng là đều tự tìm lên đối thủ của mình đến, song phương đánh dị thường kịch liệt, thời gian dần trôi qua huyết ma nhất tộc đã rơi vào phía dưới trong gió. Dù sao đây là tại hải lý, chính là hải tộc lĩnh vực, là bọn họ sân nhà, những cái kia huyết ma nhất tộc ở trong biển bạo phát lực căn bản cũng không bằng hải tộc người, tăng thêm hải tộc người đông thế mạnh, huyết ma nhất tộc rơi vào hạ phong cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tà Linh tự nhiên là chú ý tới xung quanh huyết ma nhất tộc tình huống, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt, thực lực của hắn cũng là mượn bí pháp mới tăng lên tới bây giờ cấp độ, nếu là đã đến giờ, tu vi của hắn cũng liền biến thành gián dấp ban đầu, thậm chí lại ở chỗ này lật xe. Rút lui trước. Tà Linh hướng về sau hô một tiếng, huyết ma nhất tộc đại quân liền hướng về sau triệt hồi, bất quá đây đều là Tà Linh sử dụng chướng nhãn pháp thôi. Sớm lúc trước bọn họ thì thương lượng qua, nếu là gặp phải tình huống đặc biệt không minh cảnh cường giả đi đầu rút đi tiến về bắc nguyên còn lại đưa đến một cái trì hoãn tác dụng dù sao không minh cảnh cường giả có thể xé rách không gian muốn là thoát đi có rất lớn cơ hội mà lại có bọn họ những thứ này huyết nô cũng bất quá là một con số thôi huyết ma phương này không minh cảnh cường giả liền vội vàng đem cùng mình giao thủ đối thủ hất ra nhanh chóng xé rách không gian muốn phải thoát đi nhưng là không gian vừa mới xé rách tiến vào bên trong còn không có một giây những người này liền bị không gian chi lực ép ra ngoài người nào nhìn thấy loại tình hình này tà linh thần sắc trầm xuống, đây rõ ràng cũng là có cường giả tại cản trở, không muốn để cho nhóm người mình rời đi nơi đây. Thiên quyền, thiên su, thiên tuyền ba người cũng là trực tiếp hiện thân, ở trong hư không đứng lơ lửng trên không. Ba người xuất hiện lập tức liền để song phương cho cảnh giác, liền vội vàng đem vũ khí nhắm ngay ba người. Lui về Tây Thổ, bằng không hậu quả tự phụ. Thiên quyền nhàn nhạt mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại là dị thường băng lãnh, trực tiếp đối chung quanh hình người thành chấn nhiếp. Tà Linh sắc mặt âm trầm có thể dọc nước, những người này có thể dễ như trở bàn tay đem cản trở xuống tới, thực lực lại cũng còn chưa biết, để lòng hắn hoài nồng đậm kiên kỵ. Trước đó bị ngăn cản trở về một cái huyết ma tộc không minh cảnh cường giả không tin tà, nguyên bản đã bị đánh có chút bất ức, người này lại trực tiếp tới cái này ban giống như cao cao tại thượng mở miệng, đây là coi bọn họ là thành người nào, đem bọn hắn thánh tộc mặt mũi đưa ở chỗ nào. Chỉ bất quá hắn vừa mới động thủ, tại óc của hắn phía trên liền có thêm một cái lỗ máu, hắn mở to hai mắt, gương mặt không thể tin, không tin hắn cứ như vậy ngã xuống là ngươi. Cảm giác được ở trong đó bí mật mang theo nhân quả chi lực, Tà Linh cũng là đoán được thiên quyền thân phận, biết thiên quyền cũng là ban đầu ở Nam Hoa tự ngăn cản chính mình người thần bí. Không muốn lại để cho ta nói một lần, lui vào Tây Thổ. Thiên quyền gọi ra vũ khí của mình, một bộ ngươi muốn là lại không lui, ta thì lập tức xuất thủ xu thế. Lui. Cảm giác được thiên quyền thân bên trên tán phát lấy uy hiếp, lại nhìn thiên quyền chung quanh hai người, ba người có thể đứng chung một chỗ, đoán chừng mấy người địa vị cũng là không kém bao nhiêu, một người hắn đều chưa hẳn đánh thắng được, chớ nói chi là ba người. Huyết ma nhất tộc nghe được mệnh lệnh về sau mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng là được bắt đầu chuyển động, hướng sau lưng thối lui. Các ngươi vì sao muốn làm như vậy? Tại huyết ma nhất tộc rút lui trong khe hở, tà linh không khỏi hỏi nghi vấn của mình. Bọn họ chính là huyết ma nhất tộc, ba người này cũng không có đem bọn hắn đánh giết, ngược lại là để bọn hắn lui giữ tay thổ, bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì chơi vui? vẫn là nói bọn họ đối với huyết ma nhất tộc căn bản thì không thèm để ý. Không thể trả lời. Thiên Quyền cũng không có lựa chọn trả lời Tà Linh vấn đề, mà chính là lạnh lùng nói một câu như vậy. Thiên Quyền ra tay rất có chừng mực, đem lực lượng đem khống rất tốt, đem Tà Linh đánh về trong trận pháp, lại lại không có để hắn thụ một điểm thương tổn. Mấy người hợp lực đem trước Tà Linh dùng xá lợi tử luyện chế phá trận châu nổ ra lỗ thủng bổ đủ, lại gia cố một phen trận pháp. Bọn họ chính là trận linh Đối với trận pháp có trời sinh lực tương tác, đối với phá trận bố trận loại chuyện này tự nhiên là thành thạo. Chuyện hôm nay, nếu là dám truyền ra nửa câu, toàn bộ Hắc thủy hải đem không một cái vật sống. Thiên quyền làm tốt những thứ này về sau vội vàng cảnh cáo lên Hắc Sa lão tổ, hắn biết đối mới biết nên làm như thế nào, không phải vậy hắn không ngại làm cho cả Hắc thủy hải không có một cái nào hải tộc biết sự kiện này. Đại nhân yên tâm, tiểu lão nhân chắc chắn ước thúc dưới đáy, thủ khẩu như bình. Tuy nhiên đồng vị không minh cảnh viên mãn, có thể hắc sa lão tổ liền cùng mấy người giao chiến dũng khí đều không có. Nghe được Thiên Quyền nói như vậy, lập tức thì biểu lộ lập trường của mình, thậm chí còn đem tư thái của mình thả vô cùng thấp. Thiên Quyền cẩn thận sử dụng nhân quả chi lực chặt đứt nhóm người mình tồn tại nhân quả chi lực, tạo thành nhóm người mình căn bản chưa có tới nơi đây cục diện, để tránh bị người ra được chút gì. Làm xong những thứ này mới liền giống xuyên thấu màn nước đồng dạng tiến nhập Tây trong đất, ngay sau đó bóng người từ từ biến mất, cho đến sau cùng cái gì cũng nhìn không thấy. Tà Linh tuy nhiên không có cam lòng nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cũng chỉ có thể mang theo huyết ma nhất tộc người rời đi nơi đây hắc xa lão tổ lúc này lệnh cưỡng chế hắc thủy hải chỗ có hải tộc phải tất yếu thủ khẩu như bình mới mang quân rút lui rời khỏi nơi này nhìn thấy mấy người tài năng như thần thủ đoạn hắc xa lão tổ càng thêm không dám lá mặt lá trái thực lực thế này chỉ sợ hoàng tộc bên kia cũng không có bao nhiêu loại này cường giả cấp bậc không có lẽ căn bản không có hắn làm không minh cảnh viên mãn cường giả tại hoàng tộc bên kia thực lực cũng cũng không tính thấp có thể cho dù dạng này hắn cũng vô pháp dễ như trở bàn tay giống mấy người đồng dạng xuyên qua đại trận bình chướng. Bất quá, nhìn ba người này rời đi bộ dáng, chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật. Chương 120, Nam Bộ Chư Quốc Liên Quân Giải Viễn Sơn VSC Vũ Hóa Điền Tây Bắc Cảnh vùng phía Tây cùng Nam Bộ Giao Giới Tô Thiên Ninh tập kết đại lượng quân đội, một khi lần này chiến dịch chiến thắng, như vậy đối với nàng tới nói toàn bộ Tây Bắc Cảnh thì có một nửa rơi vào trong tay của nàng. Nam Bộ Chư Quốc tạo thành liên quân cũng là cùng Tô Thiên Ninh quân đội dằn co lên, Nam Bộ chư quốc liên quân binh lực viễn siêu Tô Thiên Ninh một phương này, nhưng là đối diện đỉnh phong cao thủ xác thực không bằng chính mình một phương này. Hai quân tại bờ sông Vân Đồng bằng tụ hợp, Tô Thiên Ninh ngồi tại loan giá phía trên, một bộ mũ phượng khăn quàng vai, nữ đế phong cách mười phần, lần này, nàng muốn ngự giá thân chinh, đem xung quanh uy hiếp toàn bộ dẹp yên. Thà Hoàng, ngươi quả thực cũng là phát rồ, phát động loại này cấp bậc chiến tranh, ngươi biết muốn chết bao nhiêu người sao? Nam Bộ chư quốc liên quân đại biểu cưỡi tại ngũ giai xích huyết mã phía trên, đối với Tô Thiên Ninh cách không gọi hàng. Tô Thiên Ninh lại là không hề bị lay động. Không thể phủ nhận, chiến tranh xác thực sẽ chết rất nhiều người, nhưng là chỉ cần nàng đem toàn bộ thiên hạ tiến hành thống nhất, hết thảy chiếu lệnh ban bố đều từ tự mình làm chủ. Nàng có thể cho thiên hạ Thái Bình, để những tông môn kia gia tộc không dám không nghe theo ninh quốc mệnh lệnh, cũng không dám coi thường đến đâu bất kỳ bách tính nghèo khổ. Bách tính tại nàng chữa trị dưới đêm sẽ an cư lạc nghiệp, một khi ninh quốc thống nhất thiên hạ, nàng liền có thể dùng thành tựu điểm đổi lấy ra càng nhiều cường giả, khi đó nàng đại ninh đem cường giả như mây ai dám phát động chiến tranh người nào lại dám phát động chiến tranh nàng làm hết thảy cũng là vì thiên hạ để toàn bộ thiên hạ lại không chiến tranh để dân chúng sinh hoạt sẽ không lại khốn khổ nàng hành động những thứ này phàm phu tục tử lại làm sao có thể sẽ minh bạch tô thiên ninh nhìn thoáng qua bên cạnh vũ hóa điền vũ hóa điền hiểu ý vỗ ngựa cái mông con ngựa liền chạy ra ngoài đến hai quân tụ hợp lưu lại đất trống ở giữa nhất chỗ ngừng lại đại ninh quốc tây hán đốc chủ vũ hóa điền người nào đến chỉ giáo vũ hóa điện phóng xuất ra chính mình nguyên cương cảnh sơ kỳ khí tức lạnh nhạt nhìn lấy đối diện nam bộ chư quốc liên quân trên mặt lóe qua một tia khinh thường đối phương không biết từ nơi nào mời tới mấy vị nguyên cương cảnh cường giả nhưng tối cường giả cũng bất quá là trong đó kỳ thôi hắn thấy hoàn toàn là một đám ô hợp giống như đồ chơi kinh người quá đáng nam bộ chư quốc liên quân thủ lĩnh có chút tức giận hắn chính là lương quốc quốc quân tu vi chính là chân võ cảnh hậu kỳ lương quốc tại Nam Bộ chư quốc bên trong đó cũng là số một số hai, bằng không thì cũng không phải là hắn tới làm chư quốc liên minh thủ lĩnh. Giải tiền bối, không biết có thể cho đối phương một bài học. Lương quốc quốc quân nhìn về phía dưới tay một cái lão nhân. Đối phương chính là nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, dù là hắn là nhất quốc chi quân, cái kia cũng không dám đối với đối phương vên mặt hất hàm sai khiến. Chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Lão đầu kia có chút khinh thường, đối phương bất quá là một tên thái giám thôi, một cái không có căn người, hắn đều không để vào mắt có điều, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Nói lão đầu kia trên mặt lộ ra một tia dâm đảng chi sắc. Hắn chính là lương quốc một cái tán tu, tu luyện nhiều năm cũng là nấu đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, vốn là hắn là không muốn nhúng tay những chuyện này, nhưng không có cách, đối phương cho thật sự là nhiều lắm, để hắn không có cách nào cự tuyệt. Đó là tự nhiên. Lương quốc quốc quân trên mặt lóe qua một tia mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn là cười đối lão nhân này nói ra. Không có cách nào a, à, Ninh quốc một phương có nguyên cương cảnh cường giả tồn tại, bọn họ bên này tối cường giả bất quá là nửa bước nguyên cương cảnh thôi, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ấy, ngược lại là có lỗi với những cái kia như hoa như ngọc các cô nương. Giải viễn sơn cũng là không nói nhảm, trực tiếp triệu hoán ra chính mình tiểu khả ái. Một con cự mãn theo phía sau nhất chui ra, một đường lên chơi đổ không ít danh trướng, thì liền binh lính cũng đều thương tổn không ít, nhưng lại không ai dám đi tới đánh giết đầu này cự mãn, không khác, chỉ là bởi vì đây là giải viễn sơn tọa kỵ. Bây giờ quốc chủ bọn người muốn cầu cạnh bọn họ, coi như quốc chủ biết cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cái kia cự mãn phun lưỡi rắn, khóe miệng còn lờ mờ có thể nhìn thấy một vệt vết máu. Lại đi trộm ăn cái gì đi. Giải viễn sơn cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nửa điểm không có ý trách cứ. Cái này chính là tọa kỵ của hắn, chính là một cái lục giai hậu kỳ yêu thú, coi như đối chiến chân võ cảnh viên mãn cao thủ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Giải viễn sơn nhảy lên, ngồi ở cự mãn trên đầu. Cự mãn cũng rất nghe lời, trực tiếp hướng về vũ hóa điền vị trí mà đi tà môn ngoai đạo. Cảm giác được giải viễn sơn trên thân cái kia để vũ hóa điền có chút không thoải mái khí tức, vũ hóa điền cũng là nhíu nhíu mày lông. Trên người của đối phương có nồng đậm huyết tinh chi khí, thậm chí xung quanh còn còn quấn nhàn nhạt sát khí, không biết chết tại này trên tay người có bao nhiêu. Hắc hắc hắc, mặt trắng nhỏ, ta tiểu khả ái thích nhất ăn ngươi loại này da miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm. Giải viễn sơn cười ha ha một tiếng, một chút cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ thôi, hắn cũng không phải chưa từng giết, vừa vặn cho mình tiểu khả ái bổ một chút nói không chừng có thể để cho đột phá đến lục giai đỉnh phong cũng khó nói vũ hóa điền không có phản bác đối phương mà chính là trực tiếp xuất thủ đã công phu miệng lợi hại như vậy như vậy hắn thì tiễn hắn đi cùng diêm vương thật tốt nói một chút nguyên cương cảnh trung kỳ vũ hóa điền xuất thủ một khắc này giải viễn sơn cũng là cảm giác được vũ hóa điền tu vi chân chính không phải nguyên cương cảnh sơ kỳ mà người thế mà ẩn tàng có thể tu vi thật sự là không nói võ đức trong lòng là nghĩ như vậy giải viễn sơn trên tay cũng không dám nhàn rỗi đối phương mạnh hơn hắn lên một cấp coi như mình là hai đánh một nhưng là phần thắng cũng không phải rất lớn thật sự là gian hoạt xảo trá lương quốc quốc chủ trực tiếp đem doanh trướng chính giữa lư hương cho đánh vào lòng đất chỉ lộ ra một cái lư hương cái nắp tới đối phương lại là nguyên cương cảnh trung kỳ điểm ấy là hắn không có nghĩ tới hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trong doanh trướng một cái chống gậy chống nhắm mắt dưỡng thần lão nhân cái này là mình một phương này duy nhất một cái nguyên cương cảnh trung kỳ cũng là một cái duy nhất có thể cùng đối phương ngạnh kháng cứng rắn cường giả. Không thích hợp. Lão nhân kia ánh mắt không có mở ra, nhàn nhạt nói mấy chữ như vậy. Như là tự mình ra tay, dù là có thể đem đối phương cứu được, nhưng đối với mình một phương này sĩ khí lại là cực kỳ bất lợi, mà lại bên trong một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là, hắn cũng không có nắm chắc tại đối phương thủ hạ đem người cứu được. Lương quốc quốc chủ thở dài một hơi, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến đấu. Giải viễn Sơn đã bị đánh liên tục bại lui, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương ta đầu hàng đầu hàng nhanh dừng tay rơi vào đường cùng giải viễn sơn chỉ có thể hô lên đầu hàng hắn bất quá là nam bộ chư quốc mời tới ngoại viện thôi căn bản thì không có tất yếu vì đối phương đem chính mình xếp ở chỗ này nhưng là vũ hóa điền tuyệt không vì mà thay đổi chỉ cần giết đối phương chính mình một phương này sĩ khí tất nhiên phóng đại đầy đủ bổ về binh lực không so với mới lòng tự tin vũ hóa điền một trưởng đem giải viễn sơn đánh bay ngay sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thẳng hướng cái kia con cự mãn cái này cự mãn một mực tại xung quanh nắm lấy cơ hội muốn đem chính mình đánh chết thực lực đối phương tuy nhiên không bằng chính mình nhưng là đối phương độc dịch lại là để cho mình có chút kiên kỵ ngươi dám